Ôi, chết mất tôi, hôm nay lại mất điện các bạn ạ. Bây giờ mà đi ra mua quạt tích điện thì tốn tiền, xong rồi dùng được vài bữa vất đấy, phí tiền lắm. Thôi đây, bây giờ mình cũng đang có một chiếc quạt cũ đây, bỏ một xó đây. Hôm nay mình sẽ biến chiếc quạt cũ này thành một chiếc quạt để chúng ta chạy trong lúc mất điện. Bây giờ mình sẽ kiếm một số các cái đồ nghề. Đây, trong này mình có một số cái motor đây. Chơi con 775 cho khỏe nhá. Ở đây là mình có cái trục này, trục nối này. À đây, đây có cái trục này này, trục 68 này, ok đây rồi. Rồi, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biến một chiếc quạt thông thường, một chiếc quạt điện thông thường. Các bạn có thể biến nó thành một chiếc quạt tích điện để các bạn dùng trong những cái lúc mất điện. Và khi mà có điện trở lại thì các bạn vẫn có thể sử dụng lại cái quạt này để chúng ta sử dụng bình thường. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Đầu tiên các bạn sẽ tháo cho mình cái nắp đằng sau ra. Cái quạt cũ này thì nó sẽ có cái túp năng này. Các bạn sẽ rút cái túp năng nhé. Bây giờ cái túp năng của mình nó vứt đi đâu rồi, bởi vì lâu lắm không dùng. Các bạn tháo cái ốc này ra thôi. Đó, các bạn rút nó ra là xong. Đấy, thì nó sẽ để lộ cái động cơ này ra. Tiếp tục mình sẽ tháo cái hộp mà đảo gió này. Đây là cái hộp số để đảo gió này. Các bạn sẽ tháo nó ra. Rồi sau khi mà các bạn tháo hết ốc ra thì các bạn rút cái hộp số này ra, cái này các bạn bỏ cái hộp số này đi. Và đây nó chính là cái trục quạt này các bạn nhìn này. Đây các bạn thấy chưa? Đây mình đã lắp vào rồi đây các bạn nhìn này. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái thanh sắt này. Thanh sắt là sao cho nó cứng cáp một chút, xong qua bắt đầu các bạn sẽ cắt uốn cái thành hình chữ Z như này. Và các bạn sẽ khoan hai cái lỗ hai đầu để chúng ta sẽ bắt nó vào, ở bên này như thế thôi. Và các bạn kiếm cái thanh sắt nó cứng nhá thì cái motor nó giữ sẽ cứng hơn. Đối với cái trục này, nếu các bạn có thì các bạn lắp, còn nếu các bạn không có thì các bạn có thể là dùng một cái ống nước loại cứng cứng một chút, cái ống nước phi 8, xong các bạn cắt một cái đoạn khoảng 4 đến 5 phân. Các bạn sẽ nhét vào đây. Hai đầu ống nước này thì các bạn sẽ lấy dây thép các bạn buộc chặt nó vào là nó chuyển động ok các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Motor quay thì cánh quạt cũng sẽ quay này. Rất chi là ngon lành luôn. Điện thì mình cũng đã đấu đây rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ dùng bình ắc quy. Các bạn cắm vào thôi là nó chạy thôi. Hoặc là các bạn có bất kỳ một cái nguồn nào 12V là ok. Thì thông thường gia đình nào cũng có cái xe máy. Các bạn cứ mở cái cốp xe máy ra. Các bạn nổ ga Ganti. Sau đó là các bạn cắm nó vào. Thì khi mà có các bạn nổ ga Ganti ấy thì cái xe máy nó sẽ luôn luôn sạc điện vào chỗ ắc quy. Do đó các bạn có thể là ngủ cả đêm mà cũng không lo hết điện các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây mình cắm ắc quy vào đây rồi. Ắc quy cắm này. Đấy, ắc quy này. Còn cái dây vàng vàng này là cái dây cắm điện là 220 mình bỏ đi nhá. Ắc quy này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, quay ngon lành cành đào luôn. Ắc quy này là ắc quy của mình, nó đang hơi kém nên nó quay chậm nhá, chứ còn ắc quy mà nó còn mới, nó còn ngon ấy, điện áp đủ 12V thì nó quay khá nhanh luôn. Và các bạn lưu ý đây là cái động cơ DC một chiều nên là nếu mà nó quay ngược thì các bạn chỉ cần là đảo hai cái cực mình cắm vào ắc quy này đi thôi thì là nó quay lại đúng chiều thôi. Các bạn thấy không? Với một cái mẹo rất nhỏ như này các bạn có thể tận dụng các cái motor cũ vứt đi. Kết hợp với cái ắc quy của xe máy thì các bạn sẽ chế ra được một cái quạt tích điện và chúng ta có thể là dùng trong những cái lúc mất điện. Và chúng ta không cần phải tốn tiền để mua một cái quạt tích điện mới làm gì cả, bởi vì bây giờ quạt tích điện mới giá thành nó rất chi là đắt luôn, gần triệu bạc, có khi mấy triệu bạc một cái quạt tích điện. Mà trong khi đấy quạt tích điện ấy có một cái yếu điểm, đó là cái ắc quy của nó ấy, ắc quy hay là cái pin của nó ấy, nó cực kỳ kém. Bởi vì cứ sau một thời gian sử dụng ấy mà chúng ta không bảo dưỡng tốt ấy thì cái pin của nó nhanh chai lắm. Mình cũng có một quạt tích điện rồi nhưng mà nó nhanh chai, cuối cùng phải bỏ pin đi. Mà trong cái đấy mùa hè thì các bạn có phải là dùng cả mùa hè đâu, thỉnh thoảng 3 tháng mùa hè thì chúng ta mới dùng được có vài ngày thôi, xong vài ngày đấy thì chúng ta lại vứt đi thì nó hơi lãng phí. Nhưng mà với cách này các bạn sẽ tận dụng những cái motor cũ này cùng với một cái quạt điện chúng ta đang dùng thông thường hoặc quạt cũ cũng được. Và chúng ta đã biến một cái quạt thông thường thành một cái quạt để chúng ta dùng trong lúc mất điện.
Mà cái nguồn điện ở đây tốt nhất là các bạn sẽ dùng ắc quy của xe máy và các bạn mở luôn cái cốp xe máy ra, các bạn tận dụng ắc quy trong đấy, các bạn đề nổ xe máy và các bạn để ở cái chế độ garanti thì nó cứ thế nó chạy, nó vừa sạc điện cho ắc quy nhưng điện nó lại cấp luôn cho cái quạt chúng ta, thì các bạn ngủ cả đêm nhé. Và khi mà các bạn đã dùng xong rồi, các bạn không dùng nữa thì các bạn chỉ cần tháo mấy cái ốc này ra, rút nó ra, xong các bạn lắp nó lại thì cái quạt này nó lại trở thành một cái quạt điện. Nó quá hữu ích luôn đúng không ạ? Còn nếu mà trường hợp mà các bạn mà dùng thường xuyên, tức là nó mất điện thường xuyên liên tục ấy, thì các bạn mới nên mua cái quạt tích điện. Chứ còn nếu mà một mùa hè nó chỉ mất điện có vài ngày thì mình khuyên các bạn không nên lãng phí tiền mua quạt tích điện làm gì cả. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.